Đức Thầy vô danh Thầy tặng quý con qua bài Giải Thoát Thiện Giả. Bài 1. Bao dung giải thoát mình lòng, tiền yêu ác thân tương thân luân hồi, bởi lòng bàn ngã nằm nôi, lòng chưa thanh trương luân hồi trái tim. Tình dung lượng ai không kìm, tu thân cũng cô trái tim tha tình. Dung cho đời sống ba sinh, tức là giải thoát chính mình thăng hoa. Khi biết yêu ta phải có đức hiếu sinh, dùng tha cho tình hằng, giúp tình bao dung thà cậy chùa chắc đăng để dùng tình. Nhờ tôi có bao dung giải thoát cả trái tim tình, bao kẻ sĩ vì hư vinh trong tình yêu nước, cái tình yêu của thiên thời nó đi ngược tai qua. Giữa biển yêu muôn nghịch cảnh ái hà, ta không dung chân tim sinh ra qua tình thần. Lòng tu có bao dung để thị qua tình cây đắng, cái tình trường không tiên cho tình yêu trinh sáng. Ta thi một phương chứng tình, tại sao nước có đau binh đồ than, bởi bảy cái thất tình làm ngăn cách cái thủy chung. Nên hàng dân yêu tình nước có bao dung, thiên thời của nghĩa sĩ có cơ duyên trùng chinh. Nước được thái bình tình yêu ra ngâm dình, có phải nhờ dung tình ta điều định hộ mang trinh ta lòng mà tình nước được bình ai. Đi qua vô khúc đồng công, quốc gia tình ai ta lòng trưởng buồn. Yêu nhà yêu nước chung tu, dài qua nước nghiệp sân thù sang loạn. Tình yêu trong các hiền gia, thư dung đề mắt sơn hà người nam. Tiền sư dùng chánh tình làm, bao dung quỷ nước ta làm sĩ phu. Mặt trời không mờ lâu, nhờ nó tu qua trinh sáng. Yêu biết bao dung làm tỏ ràng đến sân. Tha yêu cho tình bay ma, để lớn mạnh thiên hà. Yêu sức lược giúp tình qua nhu nhược, thắng tình thầu nhờ một thước nhẫn bình tim. Có lúc dân yêu mà không nói để lặng im, có người chân giác trái tim tình tha thằng.
lục dục không tha, kẻ thù tiền không thắng, bằng tim đã tha là ta thắng cay nhu tình. Tình yêu qua dĩ khúc đồng công, ta thắng ta lầm. Tha đứa lớn mạnh cải thiên chăm từ ai, chưa biết tha lòng lòng hiên ai với quốc gia. Không tư lòng mới không chánh không tà, người yêu nước có tình tha làm cho nước mạnh. Anh đã yêu quốc gia tình anh hiến chân, em hiến dân tình để cô canh tới quê hương. Cái tình có bao dung yêu nước để anh thắng bao cường. Hiến yêu tình nước tình dung, tự nhiên tranh ai vô cùng tranh yêu. Dung tình lượng ái tình siêu, cửa yêu không thắng tình siêu người lành. Xa tình tam giới quan sanh, dòng ô hai tam nó không buộc ràng. Trái tim cách cám hồi quanh, giang sơn bên quân trời bạn thái bình. Kính bài kính thầy vô danh thầy. Đức thầy vô danh thầy tặng quý con một bài giải thoát thiện và ác bài 2. Vào trần muôn thứ tình ma, biết yêu rồi biết dung tha trái lòng. Đi qua gió bao đồng phong, trải bao thế sinh thế mộng lại tìm. Thiền sư yêu lại ngồi im, giúp trì ký ức ta nên làm người. Thân mình là đất thiên tư, dung yêu hiền ai tại người thiên thai. Học lại trái tim vô tư để qua giải tình người ở trong nhân loại. Như ta biết yêu thì biết bao dung, cái vô quái ngại của thiên tình. Đơn cây yêu lân hơn, có kỳ sự ra thế để công mình. Yêu không danh tướng giải thoát tình trong chương, tha các thứ tình lừa tình gian dối gian trung. Hạnh phúc trải qua bao cửa thị thưa chung, tại tình ái họ không có bao dung, vừa yêu vừa hằng. Đợi người mình yêu để tình cây chua chắc đắng, tô không dung là tình thù không thắng cây lương tâm. Tình yêu chắc đắng vì ai càng cay càng say trong ông thương thù. Thương không có bao dung sanh ra tư tưởng, cây thứ cây tình nó thành sức tướng mong lung. Có người không giải biển yêu thì tình lấy tình khùng,
thần cường ai, thiếu bao dung để lòng dân ai, dạy cho cây ta yêu khi thờ dài. Tha cho cái qua rồi thành giải thoát ta lúc tình sinh, Phật gọi tha lòng để thành bậc tha đổi ngộ tình sinh. Thật yêu họ chân trái tình, hy sinh cây con ngô mình qua không tốt tình, dài cửa đắng lòng có yêu dài thó cây vòng tình tài. Vì tim học đức Như Lai, vì ta chỉ ai tha ai phụ tình, trải qua tình ai vô mình, đó yêu dài thó tơ tình thế gian. Tình ai thế gian biết bao thứ tình, quan thang thế thay, nên nhà tiền sư họ biết học dùng ai để tha tình. Chân yêu hay dũng yêu để giải thoát vô tình, có giải thoát mới kích giết vô minh thù hằng. Trong trường đời con muôn cái đắng nuốt thân trôi, có trái ngang mới thành trưởng ta người, khi thành trưởng lòng tu tha biển ai, lòng bao dung lòng đã qua con người biển vàng. Đạo tu chi nhân là tha cái quyền ai của muôn tình. Giữa kẻ đầu người chung, ta không biết qua giải cái yêu cùng. Một đời yêu chìm trôi không lượng thư, thành bảo tàng chiến sự đắp mồ quan. Còn bao dung tha hiến ái không bàn, cái mùi vị thế gian là cây chua chan đắng. Từ khi biết tụ thân ta đổi qua yêu thương giải thoát, đêm tham thiền tìm dĩa ngọt của tình tâm. Biết yêu thiên nhiên và giải thoát tri phần lòng. Tha yêu quy ngọt về tâm, trái tim mở cửa tìm tâm Như Lai. Tiếng yêu qua đón đầu đài, tha tình để đắm tương lai chu toàn. Ta yêu tình ai nước non để làm hiền sĩ, tình con quy nhàn coi tình thường để bao la. Quy yêu nhân loại lòng tha vạn thu. Kính bạch Đức Thầy Vô Danh Thị. Đức Thầy Vô Danh Thị tặng quý con qua bài giải thoát thiện và ác bài 3. Thiện hành không chấp có công, để cho công đức vào lòng thiên hạ. Ác tình không có xả ra, cho lòng không chứa ai và xả tình. Cả hai
tỳ cứ duyên sinh dư lòng trinh sang yên bình công phu thâu trời năng lớn vô tư chi nhân không ác thành người vô tranh. Chân huệ nó phát sinh ta có thần minh thiên lý, huệ đã giai sanh ta bỏ thiện chi giúp ta về. Đạo tâm mở ra thiện nhân giúp ta thấu an ngộ bồ đề. Người tu thiện không chê tình trường bạc ác, mà tha cho người giúp kia dắt họ ra. Cho lương đi họ thấy đậu thiên hạ, không đà đạo như ma sinh cường hào an ban. Lòng nhà tu không ác cả là linh cảm, tha tình ai để ai có cơ hội tu tâm mà chi là bồ thí. Có khi không tranh với khi giới ta tình, cái không tranh hư dinh giúp tâm mình không lớn, tha các thứ tình đùa giỡn với Như Lai. Thiện không tranh là không vào cửa đầu đài, chúng sanh kiến mà tình ta ai không ác. Cái tu duyên của mỗi con người có chân linh giác, họ sẽ đổi tầm nhìn tu không thiện không ác như ta. Có phải bao dung lòng mà thành Phật gọi độ tha. Xưa nay chấp thiện thiền nan, ác không tha đức đau tràn kiêu đi. Tâm lòng hà ái tu di, đồ đời không ác thì quỷ không mình. Gió lùa qua cửa nhu kinh, lòng như không ác lòng sinh thanh hiền. Xưa nay tu đạo phật điên, người tu không ác là tiên tài căn. Đạo và đức của các vị tại gia cư sĩ có tam giáo thường thì cái nhân dễ vô hình. Thì cái công năng không ác cả cảm giới tha tình, dù làm thiện phải để lòng minh duy thiện. Cái ta làm gì hành thiện đó chúng sanh, không vì thiện gia làm mà biêu thiện cử đề dân. Nhờ không thiện mà đạo lành nhân loài sinh không ác, nước muôn đạt thái bình yên nhà yên quán hạt. Nhờ nhà đạo thức tiềm năng dạy không ác của chủ kỳ.
đời nay thiện nạn sinh, ác đạo tụ thành bầy. Họ đã phá cái hay của người tu chân chính, sự đã phá lòng, lòng sinh ác không hay. Đó là trí đã ngu, vì trí háo muốn làm thầy, tâm sinh ác ngã, đại tâm linh không sinh trí tề. Còn nhà thiện chỉ minh lòng tu tinh thế, không tranh quyền của đoàn thể ác phong lăng, mà lũi dân vào thắt để kiến ngộ lại minh đại. Thế gian sáng tối gặp nhau, âm dương bàn thế nơi nào trải qua. Không mình trong chốn thiền gia, thiền không cô chấp ác tà không sinh. Ngộ không tâm thức quân bình, lấy không xả có vô hình xả theo. Không còn chi đố nhà nghèo, mà thành chi tế không theo chính ta. Kính bái Đức Thầy Vô Danh Thị. Đức Thầy Vô Danh Thị tặng quý con qua bài Giải Thoát Thiện và Ác, bài 4. Biên bản vô thức vàng kinh, trí năng sinh hoa nhúc tình quệ khai. Như mây dày quá che ai, không sinh chi tế bị mây nhu tình. Học nhiều chưa hiểu chân linh, da dày lòng mong che mình quỷ mây. Tha không trí thiện ác này, tâm không về ngô, ông thầy trọng tim. Tham ngộ thiền cơ nó khác hơn trí hạ trí hải. Như muốn qua biển thì phải có thuyền đưa qua bến qua bờ. Không thể đem hiểu biết kinh thơ mà qua đến biển hà. Tu huệ sinh ra ta có nhu thiền bát nhà, ta xuống thiền trời, trời chăng quá tâm quan. Còn ngồi lấy kinh thư chấp có ma là cố chấp. Tu đến thân già mà chưa qua biển nhà, vì chi quan nó lão già không sinh tìm ánh sáng. Trí tệ không mà sinh, thiền tâm lấy gì được vô triệu bản. Tâm có bổn lai thiền, còn kinh văn có sự để họ truyền. Tim không huệ mà không tìm minh sư chú dạy, cứ chấp ta là thầy cái thiện đầy vô minh. Đạo đại thừa cần ba quyển tâm kinh, dạy tâm học cái thừa hình tiên hoa. Khi ngộ đạo nó ra cái lòng ta ra không có, có phải tụng quá già lão qua đó sai kinh. Cái gia lâm không ngộ, không không thắng được thằng minh.
đào trời dạy hố và vô hồ kinh đại hiếu bên bờ Như Lai cho tâm khi mở thắng thay trời sinh vô tư chỉ ai đi về lòng sanh tâm thắng không mê pháp là thiện lớn đưa về Tây Phương còn kinh vô tử quá gương cay lòng muốn biết tạo thương dây lòng nhập thắt tới tâm không thì cửa quệ lòng khai mở trái tim nó sức hoang nửa quên nửa nhớ thiên xó giảng kiếp ai là ta trong lưng hồi đáo gia ta binh quyền ta cả ai đạo làm quan xả bao chu kỳ lòng đạo đạo làm kết của thế gian tu bao ngàn cái tu gian lòng không phát huệ nay cơ duyên phật Di Lặc viết tặng kinh tê thê giúp trái tim thiên cơ tụ chân pháp để diện thành phải kể thương sanh các vị tổ đạo tu hành cái trí tệ hoặc Di Lặc sanh lòng báo đáp nhờ chánh pháp ra đời các Bồ Tát thánh thai xin Phật tức tâm và xin huệ phát minh cảnh huy đại cơ duyên đến gặp ai có tu tâm tức Phật còn đời hoàn kiếp như thiên thai trái đất nhờ chu kỳ Phật tay kiếp xuống hoàng dương cho các thi sinh tu mở huệ vô thường thời nay thiên số thay theo con trời gian ha giúp nghèo quốc gia đạo tu trung hiếu tề nhà Phật tu nghĩa tư hái qua dân trời tam tông quy mông đáo trời Như Lai quy mông là ngồi chân chiêm tê trần đòi lái đạo nguyên chư vô trời đất cụ thiên hình đồ kính bạc đức thầy vô dân thầy. Đợt này do danh thầy tặng quý con bài giải thoát thiện và ác bài 5. Thiện như nước chấm ngọt cay, ác không qua đắng, thiện đầy xa lòng. Giúp cho ác ba thầy tâm, chuyện tu quê mơ sâu lòng ai thàn. Mờ mang xa chánh xa tà tu vào thiên đạo không mà bình quyền không tham luận dục đồ thiên mới thành không an như tiên nhi hài hàng tu các chí kinh và long suốt đời tu không phát huệ giống như các cô tiên đến già nua thì không cải thiên
thời. Sắc đến già nua mà sắc chưa ngộ đạo ta trời, còn qua biển trời Phật thi ngôi tam bảo, đến đó không còn thiền trời không thể lấy kinh đó qua sông. Mới bình tĩnh ra ta chưa cả gia long, nó che đậy lục thân vì chưa thuộc lòng chấp hồn. Tim không đi bị mây dày che đậy, chưa ngộ không ta không thấy thiền không đây dù hành. Do có hộ trí không thành nên nhà Phật dạy tam thân chánh quả, thiện xả lòng mà thả cái ác ca biển của nhà sư. Mở cửa trái tim ta lãnh hội chân nhân minh châu phát, ta thấy trời núi tim tinh sáng, hộ đắc chi tìm quê tâm khai làm bàn. Không đắc chí thiền ta đọc ra và tu tìm, cái tu thắng mình là huệ sinh rồi, tham ngộ để lòng em mơ. Huệ sinh mới thật thi thay, chân thiền chân pháp dày ai như lòng. Có thiền bát nhã qua sông, đi qua bình an xa lòng ta quan. Sắc thân trôi giữa thiên hạ, cái thân bản ngã nó đã chết đi. Từ trời Phật pháp tư duy, tìm mình đằng đau tìm thì đào trời. Từ thế đạo pháp thân ta, Phật đi qua thiên hạ đạo, tự lòng nó giai sinh chẳng thiện chẳng mỹ để y tu. Mượn thời gian trời cho ta chi Phật tu hành, từ độ đó trái tim sinh vô thường đau, kinh quỳnh đình liễm vàng để tuổi gian cao. Không thiện làm mở lòng trời, không tranh biện thấp và cao, không làm tổn đức của người tu tại gia cư sĩ. Còn không bàn với ai có trái tim tình quỷ mị, để Phật tìm họ tự thay vô anh ký phương trình. Tha tim linh ác bao, cái tha này chất vàng giáo vàng dân. Không nhu gia không cải cách nhà tăng, họ có đạo tự ngộ dần trái tim ba đức. Phật tim họ sanh lẽ nào quên thiên chức, ta tha lòng lòng họ phát chức phát năng. Tự họ thông minh và tu đổi lý trí của tinh thần.
cái tu khai mở lục tâm liền qua bảy phép dài âm bảy trời mở ra sau cửa không người sau thằng bé bé ta trời sinh ra sáu tâm lục quê để ra thay tâm dạy chân ôn hòa tu theo tam hồn thắt quách nhố đeo lên tiền bạc nha học theo lòng trời kính bạc đức thầy vô danh thầy.